Chương trình nghệ thuật với chủ đề Đông Á hôm nay và mai sau, chỉ đạo nội dung tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Đào, chỉ đạo thực hiện tiến sĩ Bùi Minh Hiền, kịch bản và tổng đạo diễn thạc sĩ Trần Hoàng Em, trợ lý đạo diễn thạc sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lê. Trong chương trình có sử dụng các ca khúc ca múa hồn Việt, ca múa tình ca, tiếng nước tôi, liên khúc về nghe gió kể, tiếng vọng miền Trung và mênh mang xôn xang cao nguyên Đắk Lắk, mắt sấp bình minh Đông Á, bài ca tuổi trẻ Đông Á, bạn ơi hãy hát bằng trái tim. Thực hiện chương trình câu lạc bộ âm nhạc và nghệ thuật MAC Trường Đại học Đông Á. Và thưa quý vị, chương trình nghệ thuật xin phép được bắt đầu. Dòng dã buồn vui, khóc cười theo mệnh nước nội trôi, nước tiếng nước tôi, tiếng mẹ sinh từ lúc nằm thôi, thoát nghìn năm thành tiếng lòng tôi, nước tôi. Yêu tiếng ngang trời, những câu hò giận hơn khôn nguôi, nhớ nhung hoài mạnh tình xa xôi, vững tin vào mộng đẹp ngày mai. Đất nước là máu xương của mình, phải biết gắn bó và san sẻ, phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở, làm nên đất nước muôn đời. Một yêu câu hát chuyên điệu lặng lờ như tiếng sao diệu dịu lặng ta, và yêu cô gái bên nhà miệng xinh ăn nói măng mà mà có gì. Tấm áo nâu những mẹ quê chỉ biết cần lao, những trẻ quê bạn với đàn trâu áo ơi. Tấm áo nâu dướn mình đi từ cõi sương cao, dắt dìu nhau vào đến Cà Mau áo. Biết bao người lý lê trần và còn ai nữa,
những anh hùng của thời xa xưa, những anh hùng của một ngày mai. Xuân đang đến, nghĩa tình thêm đằm thắm, bức tranh xuân vang vọng khúc khải hoàn. Vì yêu nước, yêu nòi ngày xuân, tôi hát nên bài bài tình ca. Xuân xanh tươi tốt quê nhà, lòng tôi đã nở như là đó. Vùng đất Tây Nguyên, vùng đất huyền thoại của núi rừng đại ngàn. Không gian Tây Nguyên hùng vĩ với núi đồi trùng điệp, với văn hóa cồng chiêng độc đáo, hương cà phê thơm nồng và tình người thắm thiết, hùng dũng, kiên cường. Ơi, ngọn núi trên cao, gọi gió xôn xao, thênh thang đại ngàn. Theo ngọn gió đi hoang, về với muôn mê, núi đồi cà phê xanh ngút ngàn. Ơi, em gái cao nguyên, đôi nắng trên vai, đôi mắt sáng sáng hơn sao trời. Dù bao gian khó, gian khổ lắm nhưng vẫn tươi cười. Ta về nghe gió hát ca bên ta, đường về nơi ấy thanh thang đại ngàn. Mai này rời xa, cho ta lại về. Đây đất rừng Tây Nguyên, nơi non chập trùng âm vang cùng chiêng, trong tình thân ngát hương ruộng thân dưới tiếng đàn tơ rừng. Vai em vui nương cháy rơi đeo nỗi mừng đã qua nghèo đói, mùa khói cà phê ấm đã thiêng bậc cùng cũng có hồi ngày mùa. Đắk Lắk còn là nơi hội tụ tinh hoa của các dân tộc anh em. Trên đất Việt, họ đã cùng nhau xây dựng một quê hương sánh vai với Nam Châu. Sắc trắng của hoa cà phê, sắc đỏ của những nhánh cà phê chữ quả đã tạo nên một vẻ đẹp đầy kiêu hãnh cho tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Mặt trời đang dâng dâng lên tô hồng, cho lòng ta ước muốn như chim chưa đã bay 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 trên.
cha đã đà. Nước ta về dòng nước mắt lòng đời cha ông mình hàng mong. Chúa cha đã đà. Chúa cha đã đà. Nước chân tràn về, nước sân tràn trề. Nước cha ta yêu nhau mãi mãi, nước cha ta thương nhau mãi mãi. Xuân xa mênh mông, xuân xa mênh mông. Mặt trời lên. Trường Đại học Đông Á là nơi đào tạo gắn liền với thực tiễn để người học đầu tư kiến thức, biến đổi cuộc sống, tạo dựng con đường thành công. Sinh viên Đông Á giỏi chuyên môn, nghề nghiệp, thông thạo các kỹ năng làm việc, hội nhập, bền chí và lòng trách nhiệm, có tinh thần học tập suốt đời, thích ứng với sự phát triển của thời đại và đóng góp vào cộng đồng, xã hội và sự phồn vinh của đất nước. Bye.
thêm bao nụ hôn. Trò chúng ta luôn thấy lấp lánh biểu tượng bông hoa anh đào, bông hoa năm cánh như bàn tay người mẹ, như tấm lòng người thầy đã dành trọn trái tim, chắp cánh ước mơ và gửi trao kỳ vọng. Năm cánh hoa biểu trưng cho năm châu lục, ở đâu có sinh viên Việt Nam, ở đó có trái tim Việt Nam thôi thúc hội nhập và khát vọng vươn xa. Đó chính là lời dục dã của người sinh viên Đông Á mang trên mình biểu tượng của họ. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Đào, hiệu trưởng của nhà trường, người chèo lái con thuyền của trường Đại học Đông Á sẽ có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời cô. Thưa quý vị, thời tiết đầu đông, cao nguyên đang giao mùa, có chút nắng, có chút gió, có chút se lạnh, một chút thôi, đủ cho chúng ta dễ chịu. Thời tiết thế này gợi mở, kích thích chúng ta suy nghĩ về những điều lớn lao. Tôi xin được phép gửi lời chào trân trọng và lòng biết ơn đến quý vị lãnh đạo, quý vị khách quý, quý thân hữu
và tất cả mọi người đến tham dự buổi khai trương của phân hiệu Đại học Đông Á tại Tây Nguyên hôm nay. Thật quý khi tại buổi lễ công bố này, chúng tôi được hân hoan chào đón Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc, hân hoan chào đón đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk, chào đón Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà và quý vị giữ các trọng trách tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể khu vực Tây Nguyên và các tỉnh thành bạn. Chúng tôi rất cảm kích khi nhận được lẵng hoa chúc mừng cùng những lời khích lệ từ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, từ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, từ các vị lãnh đạo trung ương, nhiều vị lãnh đạo ở các tỉnh, các thành phố và rất nhiều thân hữu do các lý do khác nhau đã không thể tham dự buổi lễ hôm nay cùng chúng ta. Chúng tôi thấy thật ấm cúng trong tình thân. Hôm nay còn có sự hiện diện của các vị nhân sĩ, các nhà khoa học, đại diện các cơ sở giáo dục khu vực, quốc gia và quốc tế, các thân hữu cùng đối tác, đông đảo giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, cán bộ nhân viên trường Đại học Đông Á và phân hiệu Đại học Đông Á tại Đắk Lắk đang dự trực tiếp và cả online. Sự hiện diện của tất cả quý vị làm cho nghi lễ hôm nay thêm phần long trọng, cũng là góp phần vào thành công trên hành trình phát triển của phân hiệu trong mai sau. Cho phép tôi thay mặt nhà trường xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, nơi phân hiệu tọa lạc hôm nay trên khuôn viên gần 10 hecta này, giai đoạn đầu chúng tôi đã đầu tư hơn 3 đơn nguyên kiến trúc với nhiều phòng học lý thuyết, nhiều phòng học thực hành chuyên môn, các phòng học chức năng, hội trường, thư viện lớn. Chúng tôi chú trọng và thúc đẩy văn hóa đọc. Thư viện luôn sẵn sàng và sẵn lòng mở cửa cho cư dân địa phương. Thư viện hẳn nhiên là phải nhiều sách, nhưng chỉ sách thôi sẽ là chưa đủ, mà thư viện là mở với nhiều độc giả. Cũng trên diện tích dẫu không mấy lớn này, chúng tôi ấp ủ dự định xây một công viên văn hóa và công viên khoa học. Đại học với tinh thần rộng mở và khoáng đạt sẽ phải đóng góp cho cộng đồng, đóng góp vào việc nâng cao năng lực làm việc của một vùng, vì giáo dục và văn hóa không thể không song hành cùng nhau. Đại học cũng là nơi mời gọi cộng đồng trí thức cùng tham gia với những hoạt động phong phú và hữu ích để cùng nhau đóng góp vào xã hội. Kính thưa quý vị, theo quy định hiện hành thì phân hiệu thuộc trường chính, nhưng cũng có những điều lệ như trường chính, nên phân hiệu có không gian riêng để vẫy vùng, tạo cho vóc dáng, bản sắc gắn với đời sống nơi đây cũng như để hội nhập vào thế giới. Phân hiệu Đại học Đông Á tại Đắk Lắk sẽ tập trung vào các ngành nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dinh dưỡng. Dù thế hệ thanh niên hôm nay có manh nha ý định ly nông, nhưng nếu có những chính sách thúc đẩy thanh niên theo đuổi con đường lập nghiệp thông qua chương trình đào tạo kỹ sư nông nghiệp, công nghệ chế biến, phòng trừ bệnh hại, vân vân, thì nhất định các thế hệ thanh niên sẽ góp phần làm gia tăng giá trị tài nguyên của vùng đất quý này. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ song hành thúc đẩy đào tạo các ngành kinh tế, logistics, du lịch dịch vụ, các ngành kỹ thuật, sức khỏe và các ngành ngôn ngữ. Thật thú vị khi có thể đào tạo ra những chủ nhân trên mảnh đất này vừa có nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ lữ hành khách sạn, vừa có năng lực giao tiếp các ngôn ngữ như Anh, Nhật, Trung, Hàn, vân vân để mời gọi bạn bè quốc tế nhằm phát triển kinh tế du lịch trên vùng đất Ba Giang màu mỡ có nhiều sắc thái văn hóa này. Trong tương lai, chúng tôi sẽ nghiên cứu trình đào tạo mỏ, khoáng sản và luyện kim để có thể chuẩn bị nguồn nhân lực khai phá hết tiềm năng to lớn cho vùng đất này. Với sự hiện diện của phân hiệu, các đối tác Nhật Bản của chúng tôi cũng đã được gợi ý để cùng phát triển hợp tác các sản phẩm thuộc các ngành nông nghiệp kỹ thuật cao, kỹ thuật nông cơ, các sản phẩm xuất khẩu, đa dạng kỹ thuật thâm canh, thực phẩm sạch, vân vân. Trước khi phân hiệu khai mở, chúng tôi cũng đã thành lập Viện Nghiên cứu Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tạo gắn kết và quy tụ các nhà khoa học,
các nhà nghiên cứu, ngay chiều hôm qua, các nhà khoa học cũng đã có một hội thảo về nông nghiệp và thực phẩm tại đây. Theo hướng này, chúng tôi mơ ước dần sẽ xây thêm những sản phẩm độc đáo, những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như sự nổi tiếng của thương hiệu cà phê Tây Nguyên đã từng có vậy. Kính thưa quý vị, những gì mà chúng tôi làm cho đến hôm nay để công bố thành lập phân hiệu chỉ là bước khởi đầu để phân hiệu đi vào hoạt động. Chúng tôi còn tiếp tục đầu tư cả chặng đường dài. Tuổi thọ của đời người là ngắn hạn, nhưng đại học gần như là vô hạn. Trên hành trình đó, những gì là bắt đầu hôm nay, mai sau có thể là khổng lồ. Đại học không chỉ trao truyền tri thức mà còn tạo ra tri thức. Đại học dựa trên chân lý và cùng nhau đi tìm chân lý. Đại học cởi mở với ý kiến khác biệt là không gian rộng lớn về tự do học thuật. Sứ mạng lớn lao ấy, đại học không thể đảm đương nổi nếu như không có nhân tài. Chúng tôi sẽ miệt mài mời gọi anh em bè bạn trong nước và quốc tế cùng nghiên cứu, đào tạo, giúp đỡ sinh viên hội nhập và làm việc ở các nước phát triển, học hỏi cách phát triển ở họ, sau đó trở về quê hương đóng góp. Một trong những người con ưu tú mà chúng tôi muốn giới thiệu trong buổi lễ hôm nay đó là giáo sư Trần Văn Thọ, người thao thức cùng đất nước cũng đã sẵn lòng về đây chia sẻ cùng Tây Nguyên hôm nay. Sự có mặt của anh tự thân là tiếng chim gọi bầy tha thiết, giúp chúng tôi có thêm nhiều tri thức tài năng về hội tụ, cùng đóng góp phần mình vào chiến lược phát triển Tây Nguyên, Việt Nam, phụng dưỡng thiên nhiên, phụng sự xã hội. Tôi nghĩ đó cũng là mong mỏi của chính quyền, của cuộc sống từng bà con nơi đây. Kính thưa quý vị, xã hội mong đợi đại học những nghiên cứu lý thuyết hàn lâm, nhưng cũng mong đợi đại học giải quyết những nhu cầu cấp thiết. Nên song song với việc đầu tư các chương trình đào tạo dài hạn, cũng phải bằng nhiều phương thức tổ chức hoặc đỡ đầu cho các chương trình đào tạo nghề nghiệp ngắn hạn theo hướng thực nghiệp, đáp ứng các nhu cầu cấp thiết cho cuộc sống. Nằm trong ý tưởng này, trong sự nỗ lực ở những năm qua, chúng tôi đã có hơn trên 500 sinh viên làm việc, học tập tại Nhật, sắp tới là Úc, Đức và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Các sinh viên chúng tôi đã được các đối tác đánh giá cao và tiếp nhận làm việc trở lại sau khi tốt nghiệp, theo cơ chế kỹ sư và cử nhân. Chúng tôi mong đợi một phần lớn sinh viên học tại phân hiệu sẽ sang nước ngoài làm việc, một phần lớn sinh viên làm việc cho các công ty nước ngoài ở trong nước, và một phần lớn sinh viên khởi nghiệp sau thời gian tốt nghiệp đi làm. Đó cũng chính là nguồn nhân lực chất lượng cao cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp Tây Nguyên. Và đó cũng chính là lý do để tôi mở lời tha thiết rằng cộng đồng doanh nghiệp chúng ta hãy gắn kết cùng nhau xây dựng mái nhà Tây Nguyên phát triển một cách bền vững, dài lâu. Kính thưa quý vị, Trường Đại học Đông Á sau nhiều năm hoạt động với 36 ngành đào tạo đã đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cho 22.622 cử nhân và 308 thạc sĩ, cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, có tri thức, có kỹ năng, có bản lĩnh để lập thân, phụng sự, cống hiến cho gia đình, xã hội và đất nước. Trước khi phân hiệu được cho phép khai mở, Trường Đại học Đông Á đã trải qua rất nhiều thủ tục tại địa phương và rất nhiều lần thẩm định đạt các điều kiện khác nhau của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng sự ủng hộ chủ trương của Thủ tướng Chính phủ. Hôm nay, phân hiệu được ra đời đúng vào thời khắc Tây Nguyên cũng như thành phố Buôn Ma Thuột vừa được Trung ương chuẩn y cho thí điểm cơ chế chính sách đặc thù. Điều này cho thấy thành phố lịch sử này và Tây Nguyên có tầm quan trọng đặc biệt, được ưu tiên phát triển để có thể đảm nhiệm vai trò và sứ mạng lớn hơn. Thế nên, phân hiệu Đại học Đông Á tại Tây Nguyên cũng sẽ có những trù hoạch lớn và nhanh hơn. Kính thưa quý vị, phân hiệu Đại học Đông Á với sứ mệnh là đầu tư kiến thức,
phát triển năng lực bản thân, chuyên môn nghề nghiệp để tạo dựng con đường thành công và đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng xã hội. Trên đường dài phát triển, chúng tôi đã nhận được không biết bao nhiêu là sự chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và các cấp, các ngành chính quyền địa phương qua nhiều thời kỳ. Chúng tôi cũng nhận được sự đóng góp của nhiều đối tác, của quý anh chị là kiến trúc sư, kỹ thuật viên, công nhân, hết lòng lao động miệt mài trên công trường bất kể nắng mưa, đêm ngày, bất kể những ngày khó khăn, dịch bệnh. Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng nếu không có sự giúp đỡ lớn lao và hào phóng nhiều ấy, chúng tôi đã không thể vượt qua nhiều sự trở lực để có thể đến ngày hôm nay. Công đức này đối với tôi, đối với chúng tôi là vô lượng. Trong các ân nhân ấy, có người đang tại nhiệm, có vị đã hồi hưu, có người đang ở đây, có người đang ở xa và có cả những người không còn nữa. Thay mặt Đại học Đông Á, xin cho phép tôi cảm tạ thâm ân của từng người, của tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, chúng tôi vô cùng kính trọng, quý mến, nhưng trong quá trình tổ chức chắc chắn còn ít nhiều thiếu sót, rất mong sự quý mến, yêu thương. Chúng tôi xin kính chúc toàn thể quý vị và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn vì tất cả. Thưa Thầy, em đã thuộc bài học sáng nay trong bài giảng. Có bụi phấn trắng bay bay trên tóc Thầy. Giọng Thầy như tiếng hát, lời Thầy như bài thơ, cho em những ước mơ tới chân trời rộng mở. Làm người có trách nhiệm, học để phát triển bản thân, học để làm đúng cách, học để thành công.
Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi rất là cảm ơn những lời phát biểu đầy tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục nước nhà cũng như là sự phát triển của Tây Nguyên của tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Đào. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn ca sĩ Hồng Minh cùng các bạn sinh viên trong câu lạc bộ MAC với lời tri ân rất là da diết và sâu lắng đến tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Đào cũng như là các quý thầy cô đang có mặt tại sự kiện ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, nhân dịp tháng 11 này thì quý vị có thể dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng thay cho những lời tri ân rất là sâu sắc đến các quý thầy cô được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn quý vị ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trong sự phát triển của phân hiệu trường đại học Đông Á ngày hôm nay thì không thể thiếu được yếu tố vô cùng quan trọng, đó chính là sự chỉ đạo, quan tâm và hỗ trợ tạo điều kiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và tại buổi lễ long trọng ngày hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ đồng chí Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xin được trân trọng kính mời đồng chí ạ. Kính thưa đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo các tỉnh thành trên địa bàn Tây Nguyên. Thưa các đồng chí lãnh đạo trường Đại học Đông Á, thưa tất cả các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em sinh viên của trường Đại học Đông Á thân mến. Hôm nay tôi rất vui mừng tới dự sự kiện thành lập và đưa vào hoạt động phân hiệu của trường Đại học Đông Á tại Đắk Lắk, Tây Nguyên. Thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi bày tỏ niềm vui và lời chúc mừng về một bước tiến mới đầy ý nghĩa của trường Đại học Đông Á trong nỗ lực phát triển sự nghiệp giáo dục và định hướng đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng thiết thực phục vụ quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của khu vực miền Trung Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Kính thưa quý vị đại biểu và quý vị khách quý, thì như chúng ta đã chứng kiến và tôi rất là vui mừng thì chúng ta có một cái phân hiệu rất là đẹp và hôm nay trời cũng rất là đẹp. Theo như thầy chủ tịch hội đồng trường thì phân hiệu của chúng ta với diện tích là 10 hecta, gần 10 hecta ở một cái vị trí cũng rất là đẹp. Cái việc mà xây dựng các cái tòa nhà và các cái phòng học khang trang, theo như báo cáo nhà trường như vậy là chúng ta có là 115 phòng học lý thuyết, 27 phòng học thực hành chuyên môn thư viện hội trường lớn, khu thể thao đa năng. Và với một cái đội ngũ bước đầu thì phân hiệu của chúng ta là có khoảng 90 cán bộ quản lý giảng viên, trong đó tiến sĩ là 35, thạc sĩ là 36. Như vậy thì với cái đội ngũ ban đầu như vậy thì tôi cho rằng là trường Đại học Đông Á cùng với các nhà đầu tư của nhà trường cũng đã có cái sự đầu tư nghiêm túc để đảm bảo cái chất lượng của một phân hiệu của một cái trường đại học. Và hôm nay thì ngoài cái việc mà trao cái quyết định thành lập phân hiệu tại Đắk Lắk thì như các đại biểu, các thầy cô, các quý vị đã biết thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng trao cái quyết định là cho phép hoạt động. Như vậy về thủ tục thì chúng ta có hai bước. Một bước là quan trọng là thành lập phân hiệu, và cái bước khi thành lập rồi thì để hoạt động được thì phải đáp ứng các cái điều kiện về hoạt động. Thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã có cái vừa trao hai cái quyết định đồng thời, quyết định thành lập phân hiệu và quyết định cho phép phân hiệu đưa vào hoạt động. Kính thưa quý vị đại biểu, thì việc thành lập phân hiệu của trường Đại học Đông Á tại Đắk Lắk, Ban Mê Thuộc là phù hợp với chủ trương định hướng của Đảng và Nhà nước ta về phát triển giáo dục đào tạo. Thì như chúng ta đã biết là Bộ Chính trị vừa có ban hành nghị quyết 23 về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh cho khu vực Tây Nguyên đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045. Và trong đó xác định là phát triển Ban Mê Thuột thành một cái trung tâm đào tạo về cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó là một trong các cái trọng tâm đó là phát triển các cái cơ sở giáo dục đại học. Đối với ngành giáo dục đào tạo thì hiện nay Bộ Giáo dục Đào tạo đang trình Thủ tướng Chính phủ về dự thảo chiến lược phát triển giáo dục của Việt Nam từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045.
Trong đó đã xác định rõ là đến năm 2030 thì giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến khu vực. Khu vực ở đây chúng tôi xác định là 10 cái nền khu vực, 10 cái nền giáo dục hàng đầu của khu vực châu Á. Và đến năm 2045 thì đạt trình độ tiên tiến của thế giới. Trong đó thì giáo dục đại học sẽ có cái bước phát triển đột phá. Thì để thực hiện được cái mục tiêu đó thì chúng ta biết rằng là cái đầu tư của nhà nước thì sẽ không đủ cái nguồn điều kiện để mà chúng ta có thể thực hiện, mà phải huy động các cái nguồn lực của xã hội. Trong đó là cái đầu tư của khu vực tư nhân, của các tổ chức cá nhân là rất quan trọng. Và điều này cũng phù hợp với chủ trương của nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Thì hôm nay việc thành lập, phát triển cái phân hiệu của trường Đại học Đông Á tại Ban Mê Thuộc, tỉnh Đắk Lắk là phù hợp với cái chủ trương định hướng chung của Đảng, của nhà nước về phát triển giáo dục đào tạo của cả nước và cũng như của khu vực của Tây Nguyên. Và cũng như là cô hiệu trưởng cũng đã trình bày là cái nghị quyết 23 của Bộ Chính trị khi ban hành cũng sẽ tạo ra một cái cú hích mới, một cái động lực mới mạnh mẽ để phát triển cái khu vực Tây Nguyên. Và như nhà trường cũng cô hiệu trưởng nói rằng là đây cũng là một cái cơ hội, một cái điều kiện để nhà trường sẽ đẩy nhanh cái tiến độ đầu tư phát triển cái phân hiệu ở tại Ban Mê Thuộc tại Đắk Lắk. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô, thì qua quan sát quá trình hoạt động của trường Đại học Đông Á thời gian qua, Bộ Giáo dục Đào tạo đánh giá cao sự năng động trong tư duy chiến lược về cải tiến chất lượng đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên bằng các sản phẩm ứng dụng và tính khởi nghiệp cao. Tôi ấn tượng với chiến lược xây dựng định vị chất lượng sinh viên nhà trường bằng những hợp tác chiến lược với đối tác nước ngoài có uy tín, nhằm trang bị cho sinh viên có ưu thế về kỹ năng chuyên môn, thái độ chuyên nghiệp, ngoại ngữ để làm việc với các tổ chức trong và ngoài nước. Đây là một hướng đi mang tính khác biệt, một kinh nghiệm cần được khuyến khích, nghiên cứu và nhân rộng. Từ phát triển quy mô bằng sự hiện diện của phân hiệu tại Đắk Lắk hôm nay và bước đầu tuyển sinh với quy mô đào tạo hàng năm đầu tiên trong giai đoạn 2022-2030 của phân hiệu sẽ bao gồm 6 ngành đào tạo: quản trị kinh doanh, quản trị khách sạn, quản trị lữ hành, công nghệ thực phẩm, điều dưỡng, công nghệ thông tin. Đây là điều là các ngành học phù hợp với xu hướng phát triển lâu dài tại vùng Tây Nguyên và cũng là các ngành đào tạo thế mạnh trong quy mô 36 ngành thuộc 9 nhóm ngành của trường Đại học Đông Á. Điều đó cho thấy mong muốn và quyết tâm mạnh mẽ của trường Đại học Đông Á đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của vùng Tây Nguyên theo định hướng chung của Đảng, nhà nước đối với khu vực quan trọng này. Qua đây tôi bày tỏ sự tin tưởng và đặt kỳ vọng vào trường Đại học Đông Á sẽ tiếp tục phát huy tốt thế mạnh về đào tạo và ưu thế kết nối việc làm cho sinh viên tại các thị trường nhân lực trong nước cũng như là nước ngoài, thiết thực đóng góp cho việc thực hiện mục tiêu kép về chất lượng và việc làm cho nguồn nhân lực trong chiến lược phát triển dài hạn của địa phương và các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Thì tôi rất là ấn tượng với cái định hướng về chiến lược của cô hiệu trưởng nhà trường. Như vậy thì chúng ta là về đào tạo thì ngay từ đầu nhà trường phải xác định là cái đào tạo về chất lượng cao. Trong các cái trường tư thục hiện nay thì có những trường tư thục đang vươn lên một cách mạnh mẽ, đầu tư nguồn lực lớn để đào tạo cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Các chương trình đào tạo là ngay từ lúc đầu xây dựng là định hướng vào cái việc đào tạo cái rất là chất lượng, các cái chuẩn chương trình đặt ra một cái yêu cầu cao. Thứ hai về nghiên cứu khoa học, tôi rất là tán thành là nhà trường đã định hướng ngay từ đầu cái phân hiệu ở Tây Nguyên này, chúng ta sẽ có những cái gắn kết về nghiên cứu khoa học để phục vụ chính tại các cái địa phương ở trong vùng, gắn kết với cái thế mạnh, những cái đặc điểm ở trong địa phương ở khu vực về Tây Nguyên của chúng ta, và tôi cho rằng rất là còn tiềm năng, rất là tiềm năng. Và tại cái địa bàn của Ban Mê Thuộc, Đắk Lắk cũng như Tây Nguyên nói chung, thì số lượng các cái trường đại học hiện nay cũng còn rất là ít, khiêm tốn so với các cái địa phương khác trong cả nước. Nên cái việc mà đẩy mạnh cái hoạt động về nghiên cứu khoa học gắn kết với giải quyết những cái vấn đề thực tiễn của địa phương, đó là một cái yêu cầu
rất là cấp thiết hiện nay. Và trình bày của cô hiệu trưởng, tôi cho rằng một cái sứ mạng của một trường đại học rất quan trọng, ngoài đào tạo nghiên cứu khoa học ra thì gắn kết với cái việc phục vụ cộng đồng. Chúng ta là một trường đại học, chúng ta không thể tách rời cái nơi mà mình đóng cái cộng đồng địa phương mà mình đang hoạt động. Vì nên cái những cái hoạt động phục vụ cộng đồng một cách thiết thực, tạo một cái sự gắn kết, đó là một cái điều hết sức là quan trọng và tạo ra một cái sự phát triển lâu dài, mang lại lợi ích thiết thực cho cái cộng đồng, đóng góp vào cái sự phát triển của địa phương. Và qua cái trình bày của nhà trường thì tôi thấy rằng cái định hướng về hợp tác quốc tế của nhà trường là một cái định hướng, một cái chiến lược quan trọng. Và chính cái điều đó thì ở khu vực Tây Nguyên hiện nay cũng đang rất là cần. Tây Nguyên cũng cần có cái sự hội nhập, tiềm năng của Tây Nguyên cũng còn rất là lớn, như nghị quyết, tổng kết cái nghị quyết của Bộ Chính trị và ban hành cái nghị quyết mới 23 về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh cho cái vùng Tây Nguyên thì cũng đã chỉ ra. Nên cái hội nhập quốc tế, trường Đại học Đông Á đi đầu trong cái hội nhập quốc tế, tạo ra một cái kiểu mẫu, một cái trường đại học tư thục, chúng ta đóng góp vào cái phát triển ở cái khu vực, là một cái điều rất là đáng hoan nghênh. Và tôi hy vọng là nhà trường là chúng ta sẽ làm được, và với cái quyết tâm, với cái đầu tư nghiêm túc, với cái đội ngũ hôm nay tôi thấy có những thầy cô ở đây cũng quen từ Thành phố Hồ Chí Minh, rồi có những cái thầy cô mà cũng ngay cả những thầy cô mà cũng đã từng công tác tại Bộ Giáo dục Đào tạo cũng tham gia vào, tôi thấy có mặt hôm nay để ủng hộ, đóng góp cho nhà trường. Tôi thấy là đây là một cái tín hiệu rất là mừng, và với những cái định hướng đúng đắn đó, với những cái tâm huyết đó, thì tôi rất là tin tưởng là nhà trường sẽ có một cái sự phát triển rất là tốt đẹp, mạnh mẽ ở cái khu vực Tây Nguyên, ở Ban Mỹ thuộc Đắk Lắk này. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kính thưa toàn thể quý vị, xuyên suốt quá trình thành lập phân hiệu Trường Đại học Đông Á tại Đắk Lắk, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ tạo điều kiện từ Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng với các sở ban ngành tỉnh Đắk Lắk. Đó cũng là động lực giúp cho nhà trường phát triển và khao khát đóng góp nhiều hơn nữa cho tỉnh nhà. Và tại buổi lễ long trọng này, chúng tôi rất vui mừng khi được lắng nghe và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, và các đồng chí các vụ trưởng lãnh đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo. Kính thưa đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk. Kính thưa thầy Lương Minh Sâm, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đông Á. Kính thưa giáo sư Trần Văn Thọ, giáo sư danh dự Đại học Waseda Tokyo, Nhật Bản, nguyên thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên, các đồng chí lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên hôm nay đến dự lễ. Kính thưa thầy cô, các em học sinh, các nhà khoa học, quý vị khách quý cùng toàn thể đại biểu tham dự buổi lễ hôm nay. Đầu tiên, tỉnh Đắk Lắk rất tự hào được Trường Đại học Đông Á chọn là địa bàn thành lập phân hiệu tại tỉnh Đắk Lắk. Trong không khí vui mừng, phấn khởi trước sự kiện Trường Đại học Đông Á long trọng tổ chức công bố quyết định thành lập phân hiệu Trường Đại học Đông Á tại tỉnh Đắk Lắk, thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, tôi nhiệt liệt chúc mừng Trường Đại học Đông Á đã được Bộ Giáo dục Đào tạo trao quyết định thành lập phân hiệu tại tỉnh Đắk Lắk. Như lời phát biểu của Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, gần đây, ngày 15 tháng 11 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 152, triển khai thực hiện Nghị quyết 23 ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030.
và tầm nhìn đến năm 2045. Do đó, việc trường Đại học Đông Á thành lập phân hiệu tại tỉnh vào đúng thời điểm nghị quyết số 152 của Chính phủ ra đời là một hướng đi kịp thời, đúng đắn, góp phần cùng tỉnh Đắk Lắk thực hiện nhiệm vụ được giao theo nghị quyết 23 của Bộ Chính trị. Việc thành lập phân hiệu trường Đại học Đông Á tại Đắk Lắk không chỉ mang lại cơ hội học tập, phát triển ngành nghề cho con em các đồng bào dân tộc tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên, mà còn mang lại cơ hội cho các hợp tác xã, các doanh nghiệp, nông dân, các viện nghiên cứu, các trường, các chuyên gia hợp tác cùng với trường Đại học Đông Á trong nghiên cứu thực nghiệm, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Nhân dịp này, thay mặt Ủy ban Nhân dân Đắk Lắk, tôi đề nghị trường Đại học Đông Á và phân hiệu trường Đại học Đông Á một số nội dung như sau: tiếp tục phản biện các kế hoạch kinh tế xã hội của địa phương; 2. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao ứng dụng và phát triển công nghệ, đặc biệt là công nghệ sinh học, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống; 3. Hỗ trợ đào tạo cho đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ gia đình nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh để rút ngắn khoảng cách về trình độ dân trí và chất lượng cuộc sống. Phía tỉnh, chúng tôi cam kết sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng với trường để hoàn thành được mục tiêu đề ra. Vâng, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được cảm ơn lời phát biểu của ông Nguyễn Tuấn Hà. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đồng chí Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu Giáo sư Trần Văn Thọ. Xin trân trọng kính mời đồng chí Vũ Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu thầy Lương Minh Sâm, Chủ tịch Hội đồng Nhà trường. Xin trân trọng kính mời tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Đào, Hiệu trưởng Nhà trường cùng tiến lên sân khấu để thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Và xin mời quý vị ạ, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị găng tay và kéo của mình ạ. Và ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị đại biểu, các vị khách quý, chúng ta sẽ cùng hướng lên sân khấu để cùng chứng kiến giây phút rất quan trọng và ý nghĩa ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được mời các bộ phận truyền thông, chúng ta cũng sẵn sàng ghi lại những bức ảnh kỷ niệm cho ngày lễ trọng đại này. Và quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta sẽ cùng đếm từ 3 đến 1 được không ạ? 3, 2, 1, xin mời! Vâng, với khoảnh khắc ý nghĩa này, chúng ta hãy cùng dành những cặp pháo tay thật lớn nào để cùng chúc mừng cho phát biểu trường Đại học Đông Á tại Đắk Lắk ạ. Vâng, rất tuyệt vời. Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng phân hiệu trường Đại học Đông Á tại Đắk Lắk. Và một lần nữa thay mặt ban tổ chức, chúng tôi cũng chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu. Trong suốt chiều dài 20 năm hình thành và phát triển, trường Đại học Đông Á chúng tôi luôn chú trọng đến vấn đề hợp tác toàn diện với các doanh nghiệp trong công tác đào tạo, tuyển dụng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, mở ra nhiều cơ hội việc làm, đầu ra cho sinh viên. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột. Xin được trân trọng kính mời ông Trương Văn Lâm, Phó Giám đốc VNPT Đắk Lắk. Vâng, thưa quý vị, VNPT Đắk Lắk và Đại học Đông Á đã đạt được thỏa thuận hợp tác toàn diện về chuyển đổi số, đào tạo, phát triển và tuyển dụng nguồn nhân lực trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông giai đoạn 2022-2025. Theo đó, thì hai bên sẽ tăng cường các hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm và công nghệ mới, đầu tư xây dựng hệ thống phòng lab thực tập cho sinh viên như lab blockchain, Docker Swarm, các hệ thống máy chủ cloud ảo hóa và chuyển đổi số cho các trường đại học triển khai các dự án viễn thông, công nghệ thông tin cho địa phương.
Thưa quý vị, trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột và Đại học Đông Á sẽ phối hợp xây dựng vườn sưu tập cà phê tại trường Đại học Đông Á, phối hợp đào tạo nhân lực cho ngành cà phê, hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực liên quan đến cà phê. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trước đây trường đại học là nơi phục vụ cho hiện tại và hướng tới giải quyết các bài toán cho tương lai, nên việc chú trọng kết nối, hợp tác với các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học nhằm mục đích phát triển lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm tại Tây Nguyên. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng, viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường. Xin trân trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thơ, nghiên cứu về bảo vệ thực vật, phó chủ tịch Hội Bảo vệ Thực vật Việt Nam sẽ lên sân khấu. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn các nhà khoa học, chúng ta đã có những chia sẻ rất sâu sắc trong buổi hội thảo vừa rồi. Vâng, và ngay sau đây chúng tôi xin được mời các thành viên trong Bộ Giáo dục Đào tạo, những người đã luôn đồng hành giúp đỡ rất nhiệt tình, nhiệt tâm cho trường Đại học Đông Á sẽ cùng lên sân khấu để cùng chụp những bức ảnh lưu niệm cùng với ban tổ chức ạ. Xin được trân trọng kính mời ạ. Và quý vị hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn ạ để cùng cảm ơn những sự đồng hành và hỗ trợ rất nhiệt tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo với trường Đại học Đông Á. Vâng thưa quý vị, và đến tham dự với buổi lễ trong đại ngày hôm nay cũng có các vị đại biểu, các vị quan khách của các đơn vị bạn. Và ngay sau đây Hồng Sơn cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện đại biểu của các đơn vị bạn. Chúng ta cũng sẽ lên sân khấu để cùng chụp những bức ảnh lưu niệm với ban giám hiệu nhà trường. Xin được trân trọng kính mời. Chúng tôi được đón nhận tất cả quý vị. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Và sau đây xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng lên màn hình sân khấu để đón xem lời chào và chúc mừng từ ông Ito Chihiro, hiệu trưởng trường đại học công lập Wakayama, Nhật Bản. Xin trân trọng kính mời. Donghua Đại học, Daglac Campus, 開設おめでとうございます。 同和大学のますますのご発展に日本より心を込めてお祝い申し上げます。さて、少し同和大学と和歌山大学の関係、そして和歌山大学について述べさせていただきたいと考えます。私は今年の10月の初めに、打南市にある同和大学キャンパスを訪問させていただきました。同和大学の 教育の取り組みを拝見しました。素晴らしい環境のもとで教育を進める教育職員の皆さん、そして、その指導のもとで真摯に学ぶ学生の皆さんの姿に心を動かされました。和歌山大学は同和大学との連携を通じて、ベトナムと、そして社会で活躍する人材の育成に少しでも力になりたいと考えています。 ダグラックキャンパスはベトナムと世界の将来を担う学生の学びを進める同和大学の飛躍効果です。素晴らしいキャンパスの設置の功績者であります。同和大学ロン・ミン・サム理事長をはじめとする教職員の皆さん、そして関係者の皆さんに最大の賛辞を送ります。同和大学のさらなる発展を期待して、 私の挨拶とさせていただきます。 Vâng, thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin được cảm ơn những lời chào và lời chúc mừng của ông Ito Chihiro. Và thưa quý vị, vì thời lượng chương trình không cho phép nên ngay sau đây chúng tôi xin được phép chuyển sang phần trao học bổng Hoa Anh Đào cho các học sinh xuất sắc của trường Trung học phổ thông. Kính thưa toàn thể quý vị, nhằm ghi nhận những nỗ lực trong quá trình học tập của các em học sinh trung học phổ thông trên địa bàn Tây Nguyên trong khuôn khổ lễ công bố quyết định thành lập phân hiệu Đại học Đông Á tại tỉnh Đắk Lắk, nhà trường quyết định trao tặng 13 suất học bổng Hoa Anh Đào.
Vâng, và hy vọng những suất học bổng này sẽ giúp tất cả các em sẽ cố gắng hơn nữa trong hành trình chinh phục những ước mơ của mình trong những chặng đường sắp tới. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn các quý vị đại biểu. Và quý vị hãy cùng dành cảm ơn tay thật lớn ạ. Vâng, ngay lúc này xin được mời quý vị đại biểu. Với bài triết lý tạo dựng con đường thành công, Đại học Đông Á đã và đang tập trung mọi nguồn nhân lực, trí lực, tài lực để cùng với mảnh đất đại ngàn kiến tạo một thế hệ mới đầy đủ trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm. Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vời để ta khắc đến mình trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Chẳng đường nào chạy bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao. Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai, niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Và ta biết sau lăng thắt gành treo leo trên đường xa, vừa gian nan ta vươn tới những đỉnh cao. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa, dù khó khăn vẫn còn. Và mặt trời rực sáng trên cao vời, bàn sức sống huy hoàng khắp muôn nơi. Cài vinh quang lên vai những người chiến thắng, khoảnh khắc ghi trong tim hồng, bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua. Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau bay kề bay, niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Và ta biết sau lăng thắng gành treo leo trên đường xa, vừa gian nan ta vươn tới những đỉnh cao. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta biết dẫu lắm thắt gành treo leo trên đường xa, người gian nan ta vươn tới những.